chào quý vị, các bạn đến với chuyên đề an toàn giao thông. Chuyên đề này do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Long An phối hợp với Phòng chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Long An thực hiện. Thưa quý vị, quốc lộ 62 là tuyến đường huyết mạch từ Tân An đi về các huyện vùng Đồng Tháp 10. Đặc biệt, đây là tuyến vận chuyển hàng hóa quan trọng đến cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Tuy nhiên, từ lâu tuyến đường này đã rơi vào tình trạng quá tải bởi mặt đường vốn đã hẹp lại xuống cấp nghiêm trọng nên luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là sau những đợt mưa bão. Chuyên đề an toàn giao thông hôm nay mời quý vị theo dõi ghi nhận của phóng viên Đài phát thanh và truyền hình Long An trước thực trạng này. Hiện nay, khó có thể thống kê hết có bao nhiêu ổ gà, ổ voi và những điểm nguy hiểm như thế này trên tuyến quốc lộ 62. Hầu như cứ vài km là có một điểm mất an toàn, các phương tiện phải vô cùng khó khăn mới có thể lưu thông được. Điều này cũng đồng nghĩa với nguy cơ tai nạn giao thông cứ luôn rình rập cho những tài xế lưu thông qua đây. Cái đường này thì chạy xe hợp đồng cũng thường xuyên chạy qua lắm, mà cứ tới cái đoạn này là không thể nào chạy được, phải mở rộng ra mới được, chứ lại phải làm bằng phẳng lại mới đi được, chứ như vậy là không thể nào đi được luôn. Nó mỗi lần mà nếu mà hổng rầy nó khô thì còn tránh thấy đường mà tránh, còn nếu mà trời mưa là nó đọng nước lại là không thấy được để mà chạy luôn. Chạy về là khách mình trên xe nó phàn nàn hoài, mình không biết mình phải nói sao, nó cứ mấy bữa sau là giảm giá, rồi mấy bữa sau nó lại tiếp tục như vậy nữa. Theo phản ánh của một số người dân sống ven ở cái tuyến quốc lộ này là vào những cái thời điểm mưa bão làm cho cái tình trạng đường xá hư hỏng rất nặng, thì trong những cái hố sâu đó là nước che lấp, thì cái người tham gia giao thông không biết được cái độ sâu của những cái hố đó, rồi đó là bị té ngã, đó là những cái thực trạng trong cái thời gian mưa bão gần đây. Quốc lộ 62 với chiều dài hơn 70 km, tuyến đường này là đầu mối kết nối với quốc lộ N2, đường cao tốc Sài Gòn Trung Lương, giữ vai trò huyết mạch trong việc lưu thông hàng hóa của 6 huyện, thị xã vùng Đồng Tháp 10 và ngược lại. Có thể nói, từ khi đưa vào khai thác sử dụng hơn 20 năm, tuyến đường này đóng vai trò rất quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Long An nói riêng và cả nước nói chung. Tuy nhiên, do xây dựng từ khá lâu, kèm theo đó năm nay mùa mưa kéo dài nên đường đã xuống cấp nghiêm trọng. Điều này tác động không nhỏ đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trong khu vực. Đồng thời là nỗi bức xúc khá lớn của người đi đường lẫn người dân địa phương. Kính thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt trên tuyến đường quốc lộ 62, đoạn đường đi qua huyện Thạnh Hóa. Như quý vị cũng có thể thấy thì hiện tại trên tuyến đường là có khá nhiều phương tiện giao thông di chuyển. Tuy nhiên thì cái mặt đường đang xuống cấp rất là nghiêm trọng và xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, cũng như là hai bên lề đường thì các cái dải đá xanh đang bong tróc là hư hại nặng. Đây là một cái nỗi bức xúc và lo ngại rất lớn cho người tham gia giao thông di chuyển qua lại trên tuyến đường, bởi vì tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông rất lớn. Quốc lộ 62 thì bây giờ cái mật độ dung lượng nó đi rất là đông, rồi ban đêm xe máy thì lưu thông qua đây thì cũng nhiều khi cũng té ngã này nọ, đường xấu nên hàng hóa tụi em đi cũng ảnh hưởng này nọ, kính mong cơ quan chức năng sớm khắc phục. Tai nạn thấy bà con té rất là thảm khốc, nhiều khi rất là tội đi. Mà gần tới Tết nữa thì đường xá nó càng ngày càng lưu thông rất là đông nữa, là để mất công thì xảy ra tai nạn thảm khốc tới từng đó rồi mất châu mới lo làm chuồng. Đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường này như dấp ổ gà tự té ngã, tai nạn đối đầu trực diện dẫn đến chết người. Bất trắc có thể đến bất cứ lúc nào đối với những phương tiện không quen đường lưu thông qua đây trong mùa mưa bão. Chị Thái Thị Ngọc Diệp, chủ quán nước cạnh quốc lộ 62, đoạn qua xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa cho biết, vào lúc cao điểm mưa bão, có khi chỉ trong một ngày, trên đoạn đường ngắn này xảy ra 4 đến 5 vụ tai nạn giao thông, bị thương, nặng có, nhẹ có. Quá bức xúc, chị phải tự mình gắn đèn, làm dấu để cảnh báo người đi đường giảm tốc độ, cảnh giác trước mối đe dọa này. Giảm lại trời mưa, trời bão là nó thường ổ gà là nhiều lắm, người dân té hoài. Đường thường ở chỗ của tôi á là một ngày cứ nhiều khi là té ba bốn tai nạn luôn á. Nhiều khi thấy ổ gà cái tôi treo mấy cái bao rồi đó, cái biển cái đèn mà nó chớp chớp đó, còn giờ đèn chớp đó nó tắt rồi, nó hư rồi, cho nên giờ tôi không treo, chỉ còn cái bao thôi à. Cho người dân thấy được thì người ta tớp ra lại đỡ gây tai nạn thôi.
Những năm gần đây, khi tuyến giao thông N2 và các tuyến kết nối khác được thông suốt vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các kỳ nghỉ lễ Tết, lưu lượng phương tiện di chuyển qua tuyến quốc lộ 62 tăng đột biến. Trong khi mặt đường hẹp, công tác đảm bảo an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông là một áp lực không nhỏ đối với lực lượng làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Cái đoạn km số 42 đó là đoạn này cũng được cái cơ quan quản lý đường bộ đang bắt đầu tiến hành sửa chữa. Những người tham gia giao thông là thường xuyên cập nhật thông tin về cái thực trạng và cái tình trạng giao thông để chủ động về cái việc đi lại và hạn chế tham gia giao thông trong những cái kỳ cuối kỳ nghỉ để làm giảm tải cái lượng phương tiện tham gia giao thông. Đứng trước bất cập này, đòi hỏi giải pháp cấp thiết đặt ra là việc tu sửa, mở rộng, nâng cấp tuyến đường kịp thời để đảm bảo an toàn, phục vụ cho lưu thông qua lại, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Ban An toàn Giao thông tỉnh Long An cũng đã có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải, Cục Quản lý Đường bộ 4 nhanh chóng khắc phục tình trạng xuống cấp của tuyến đường. Đồng thời, Sở Giao thông Vận tải cũng đã có chỉ đạo lực lượng tiến hành cho tu sửa, giảm giá các chỗ hư hỏng nặng. Hiện nay là cái mùa mưa bão, cái sự mà hư hỏng xuống cấp của tuyến đường 62, cái tình trạng xuống cấp hư hỏng này cũng rất là nhiều, ổ voi, ổ gà rất là nhiều. Chính vì vậy mà Ban An toàn Giao thông tỉnh cũng đã có văn bản kiến nghị Cục Quản lý Đường bộ 4 là cho xử lý các cái quốc lộ nêu trên, thì trong đó là Sở Giao thông Vận tải cũng đã chỉ đạo các lực lượng quản lý sửa chữa giao thông là đã di tu sửa chữa giảm giá những cái ổ voi, ổ gà trên tuyến cái quốc lộ 62 để nhằm giảm bớt cái tai nạn giao thông do cái đường xấu nó gây ra. Thì trong thời gian qua thì Ban An toàn Giao thông tỉnh cũng phối hợp với các ngành để mà đi kiểm tra thường xuyên nhằm sao là khắc phục tối đa những cái hư hỏng tiềm ẩn tai nạn giao thông do cái cầu đường xấu nó xảy ra. Hiện nay trên tuyến quốc lộ 62 không chỉ đi lại khó khăn, trật tự an toàn giao thông không được đảm bảo, mà ở những tuyến đường như thế này nếu không được sửa chữa kịp thời thì chỉ cần sau một thời gian ngắn nữa vết hư sẽ rộng hơn, kinh phí cũng sẽ tốn kém hơn gấp nhiều lần, thậm chí hàng chục lần. Cái dòng lẩn quẩn kinh phí sửa chữa không biết sẽ lặp lại đến bao giờ. Có thể khẳng định, việc đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường quốc lộ 62 hiện nay đang là vấn đề hết sức cấp thiết, là điều mà chính quyền, người dân tỉnh Long An đang rất mong đợi trong nhiều năm qua. Trong khi nguồn lực kinh phí của tỉnh chỉ dừng lại ở việc giảm giá sửa chữa nhỏ, còn vấn đề mở rộng tuyến đường theo kỳ vọng của nhân dân là ngoài khả năng của tỉnh. Trong khi tuyến đường chưa được nâng cấp hoàn chỉnh, lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông mong muốn người dân nêu cao hơn nữa tinh thần tự giác chấp hành luật giao thông, đề cao cảnh giác trước những đoạn xuống cấp, tuân thủ các hướng dẫn phân luồng, phân tuyến của các lực lượng làm nhiệm vụ. Có như vậy mới hạn chế thấp nhất được tai nạn giao thông. Chuyên đề an toàn giao thông hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị các bạn. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các chuyên đề sau.